Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Em là Bảo Lâm MCB. Thì sáng nay cái lô nằm của margin chia của Đài Loan các bác nhé, về đến tay Bảo Lâm. Đấy thì trước khi mà phân tích và giới thiệu cái lô nằm mới này thì em sẽ nói qua cách thức bán hàng của em một tí. Em là Bảo Lâm MCB. Bán hàng bao năm nay được một cái tên Bảo Lâm MCB và bán hàng của website bcbbaolong.com. Đấy, bán hàng thì anh em cứ vào Viber, Telegram hoặc là Facebook Bảo Lâm Mỹ Phụng. Đấy, qua hai số điện thoại này. Đấy, còn nhanh gọi cứ alo cho em anh em nhé. Đấy, bao năm nay bán hàng không thay tên đổi họ các bác cũng biết rồi. Đấy thì đây lô nòng của Đài Loan, em khắc tên khắc chữ luôn. Đây cái chữ của Đài Loan người ta khắc cho em. Đấy, công ty chia thì anh em cũng biết rằng lô cùng công ty với BCB mình chung ngày xưa, bây giờ mình chung nghỉ rồi. Đấy thì em mới kết nối và làm thành công cái lô nòng này. Đây các bác nhé, nòng X18 BL231. Đây. Đây. XM8BL231 5.5 Pro các bác nhé. Riêng dòng này thì các bác cũng biết rằng là hàng bên nhà Bảo Lâm ấy cam kết với công ty và công ty sản xuất cho lô dòng gọi là xịn nhất. Lô dòng xịn nhá. Với cái dòng này hiện tại đang bán ngoài thị trường giá là 7 triệu một cái dòng, 7 triệu một cái dòng các bác nhé. Đấy, bảo hành 5 năm, bảo hành lên đến 5 năm, trong 5 năm lỗi đổi mới. Thì anh em cũng biết rằng là em sẽ nhập cái lô nòng gọi là chất lượng nhất, ok nhất, mới nhất đấy của bên công ty sau khi vào Việt Nam, là chế độ bảo hành cũng như chế độ bảo hành tại công ty luôn, lo đời mới trong vòng 5 năm, 7 triệu một nòng các bác nhá. Bảo hành lên 5 năm thì anh em cũng biết rằng chơi một cái súng mà 5 năm ấy thì anh em cũng biết rằng là nó quá bền rồi đấy, mà còn bảo hành đến 5 năm nữa thì anh em chơi cứ lo đời mới, không tốn tiền mất tiền đồng nữa các bác nhá. Bắn cái gì cũng được, xà lùng hoặc là nắm bắn cái gì bắn. Đây em sẽ cho các bác xem khương, khương của nó như nào các bác nhé. Đây khương, đây đây xem khương nó hơi khó. Đây, đây, đây. Đây khương của nó các bác nhé. Đây khương của nó đây, 8KT các bác nhé, 8KT. Chơi sờ lung chơi năm chơi thoải mái, anh em thích chơi đẳng nào thì chơi. Đấy 8KT, hàng bảo hành 5 năm, đầu thoát đây, cần dài 24 inch, các bác lắp cần gì cũng được. Đầu thoát của nó đây các bác nhé. Đấy, bảo hành 5 năm 24 inch, cần 24 inch các bác nhé. Nòng 24 inch thì các bác cũng biết rằng là chơi nó thoải mái rồi. Đấy lắp tê mi cũng được, M3 cũng được, mà lắp cricket cũng được, lắp cái gì cũng được. Đấy, các em thích chơi mà những cái loại nòng mà đút thẳng vào đằng sau ấy thì anh em chơi những nòng quá đẹp luôn, 24 inch dài. Đấy dài, bảo hành 5 năm, lỗi đời mới, không cần lý do, 7 triệu một nòng các bác nhé. Anh em tiết tiện cho gì em tiện cho cái đấy các bác nhé. Đây chất lượng nòng đây, rồi lên đến 5 năm thì các bác biết. Còn anh em nào chẳng hạn nhưng mà bảo là nòng này Việt Nam sản xuất nhé, tôi sẽ lại cung cấp cho anh em video đấy, công ty chia ngày xưa BCB miền Trung như thế nào thì bây giờ cái biến Bảo Long BCB cũng bên đấy luôn, nào, cũng bên đấy luôn, cũng cái con người đấy các bác nhé. Đấy cũng con người đấy, cũng giám đốc đấy. Đấy anh em mua hàng cam kết với anh em hàng chất lượng từ tem mác. Đây cần đây có luôn số điện thoại của công ty này. Em bán hàng không giấu giếm, đây công ty, đây đường, đây các cái loại đây đó, em thích như thế nào có thế. Đây mail công ty đi, nhắn tin gửi mail cho công ty thoải mái các bác nhá. Đây nhắn tin gửi mail số điện thoại đây đấy của Đài Loan, mã vùng 773. Đấy anh em thích gọi cái gì gọi đấy, còn mail của công ty đi, thích cái gì nhắn tin như công mail công ty các bác nhá. Đấy hỏi xem thử thằng Bảo Long BCB nó có nhập nòng súng bên này không nhá, hỏi xem nó có nhập nòng súng bên này không là biết ngay nhá. Bên đấy người ta khắc trả lời tem mã trong bảo hành của đây web bằng cái website chính thức của công ty, là giá anh em yên tâm nhá. Còn cái công ty nó có mặt lâu đời lắm rồi nhá, nó có mặt lâu đời và cái tất cả những cái nội dung bên đấy đều là chữ của Đài Loan hết, thật ra anh em yên tâm. Đấy bảo hành 5 năm anh em chơi mát máy, không phải suy nghĩ lăng tăng cái gì anh em nhá.
đấy. Thì anh em tin tưởng ông Hoàng, alo cho em qua số điện thoại em để bảng của em kia, sau khi mà hàng ok thì cứ alo cho em sẽ ship hàng cho em tận đầu giường, tiện cho cái gì em sẽ tiện cho cái đấy cho anh em nhé. Đấy, xin chào anh em.